bạn. À, thì quản lý ba thời gian đi lưu thông như này, cái bạn nào mà đi chữa này thì gặp lại giờ lúc đầu đi là lúc đó anh ra cũng cười luôn. Bây giờ đang là theo lịch á, mà giờ bác sĩ Tiến nghe vậy bạn, nhưng mà anh bác sĩ Tiến có chuyện đột xuất thì anh là bác sĩ Vàng này cũng đang theo dạy cho tụi em chưa? Để không biết ai vậy. Rồi bài hồi đi học về áp xe qua hậu môn nha. Áp xe qua hậu môn. Cái bệnh này nói chung là rất là thường gặp. Thì được nghĩa áp xe qua hậu môn hoặc là rò hậu môn là do cùng nguyên nhân và có thể cho lâm sàng là tình trạng áp xe cấp. Áp xe là gì bạn? Áp xe là gì? Ổ viêm hóa mũ. Áp xe là một cái tình trạng viêm, rồi cái những cái mô viêm bên dưới nó sẽ hóa mũ, tạo thành cái khối mũ nằm ở bên dưới. Thì khi mà nó mũ, ta có gọi là trường hợp là áp xe. Còn nếu mà trường hợp mà nó viêm á, nó chưa hóa mũ thì không có gọi là áp xe. Được chưa? Thì khi mà áp xe qua hậu môn á, nó do những cái tuyến của vùng hậu môn á, nó tắc và cái vùng đó tất nhiên là vùng dơ rồi. Khi mà nó viêm lên, nó viêm thì nó gây ra tình trạng là viêm đó mà nó sẽ tạo thành cái ổ áp xe và nhiều lần về diễn tiến nó sẽ tạo thành những cái đường tròn gây ra rò hậu môn. Nguyên nhân nha, đặc hiệu khoảng 10%, đặc hiệu tức là sao? Tức là có những cái bệnh lý rõ ràng, ví dụ như là lao hoặc là noang đó, hoặc là những ung thư, chấn thương hoặc do chiếu di sản, sau đặc hiệu tiến mạch 90%, nhiễm trùng khe tuyến ở quanh hậu môn á, ở ngang đường ngược nó sẽ có những cái tuyến ở vùng hậu môn, thì khi mà những cái tuyến đó nó bị tắc thì nó gây ra tình trạng viêm. Tiếng hậu môn đó gì? Bạn học giải phẫu thì nó làm gì? Nhiệm vụ là gì? Thường là mục đích là gì? Để tiến ra những cái nhầy để lúc mà khi mà đi cầu á, đi vệ sinh á, thì phân nó sẽ ra, nó không có làm đầy thuốc đi phàng. Những cái này thì đã học rồi nhé, cái lý bệnh thì học rồi, trời, về giải phẫu thì kia không hết rồi. Rồi tuyến hậu theo mắt quan á, thì tuyến hậu quan thì có rung rút rồi tuyến tạo mùi á, cái này một số định nghĩa về sinh lý bệnh thôi, tùy theo tác giả. Thì theo bác á, thì bạn nhớ giải phẫu á, nó sẽ có một cái nhóm dây chằng gọi là dây chằng bạc, nhớ không? Đó là tính là này nhé. Thì tuyến hậu quan sẽ hiện diện giữa hai cơ thắt, mà đến 2/3 tuyến thì hiện diện ở hậu quan. Nhắc lại giải phẫu, cái vùng mà nhìn vô phía giữa là gì? Đó là lòng trực tràng đúng không? Phía dưới là hậu môn, được chưa? Ngay chỗ những cái đường răng cưa là gì? Đó là đường lược. Đó, tại những cái góc, những cái nét của đường lược á, nó sẽ có những cái tuyến nha, gọi là tuyến hậu môn. Cái này là mô hình cắt vô tuyến, nó đi vô như thế nào nha, rất là ngoằn ngoèo. Đó. Khi mà nó tắt thì nó có thể là tắt nhiều mà hoặc là nhiều nhanh tùy. Rồi mấy này dèo thêm nhé. Đây xin tiên bệnh khác nhìn thành thì dễ hiểu hơn. Khi mà cái tuyến nó sẽ tắt á, bạn thấy không? Thì sao? Những cái tuyến nó sẽ tiến ra cái ngày thì nó sẽ tiến vào trong lòng của nó một lần. Khi mà nó tắt nó sẽ thể đúc cái vùng tuyến nó, mà tuyến nó sẽ tiết ngoài và vùng đó là vùng dơ được thì nó dày thì nhiễm trùng. Giống như rất là dễ hiểu, giống như cái cốc suối vậy đó. Khi mà túi mà nó bị động lại, nó không chảy nữa là nước nó đục. Còn suối mà nó cứ chảy ngoài là nước lúc nào cũng trong.
dưới là biết. Tụt là sao là tới lúc đó là đã nhiễm trùng rồi đó. Có ủ năm đó đó. Hiểu không? Thì khi mà nó khi ấm xe nó có thể đi ra nhiều hướng ha. Bạn nhìn cái hình đầu tiên là tên tay phải ha. Thì khi vô đi nó có thể đi ra lan ra nhiều hướng, có thể ấm xe nó dọc lên trên, dọc lên trên phía trước cái xương cùng, hoặc là nó có thể thành trường tràng á, đi lên trên khoan sau lúc mạng, hoặc nó có thể đi xuống dưới, xuống dưới ra phía bờ, ngay chỗ cái bờ chúng ta đi, hoặc là nó đi đi ra lên thân an toàn vô cái vùng mà cái khó mơ khó mở ở vùng tầm sinh môn ha. Người ta phân loại thì có là rò giữa cơ thắt, tuy cơ thắt trên cơ thắt và rò ngoài cơ thắt, thì rò giữa cơ thắt là sao? Nhìn lại bằng đi, hiểu không? Ê, nhìn lại hiểu không? Cơ thắt thì nó có gì? Có mấy loại cơ? Hai là gì? Cơ thắt trong, cơ thắt ngoài. Thì giữa cơ thắt tức là giữa hai cái khối cơ đó. Cơ thắt thì sao được không? Đánh giá được, lâm sàng được. Được nhé. Lâm sàng là sẽ đánh giá được. Còn không thì từ về bạn, từ đánh giá bạn đi. Từ khám các bạn đó, là bạn sẽ đánh giá được. Còn không đi lên sàn thì mà mỗi lần cái anh kêu đó tao khám một tràn, nếu là đi ngoài thì chắc chắn có cứ xe đến ba là bạn khám từ đó mình sẽ đánh giá cho bệnh nhân đánh giá cơ thắt hậu môn nó còn tốt hay không đó, có bị sập lớn ví dụ như những cái ô trực tràng đánh giá cho nó có sập lớn cơ thắt hay không. Tuy cơ thắt thì nó sẽ an lan qua cái cơ thắt luôn. Lên sửa cái dao nó bớt vậy. Sửa cái gì? Thì khi mà nó xuyên cơ thắt thì nó sẽ ăn tay lên trên nhé, hai bên nhé. Rồi rò trên cơ thắt. Khi mà cái chỗ tuyến nó bị tắt, nó tạo thành áp xe, nó đi bằng lên phía trên cơ thắt vào heo, tạo thành một cái khóc. Vậy thì nó có thể rò đi ăn tay lên trên nhé, là rò phía trên cơ thắt hoặc là rò ngoài cơ thắt đi ra ngoài. Nếu chưa hiểu thì về thì ngắm sẽ hiểu. Rồi dẫn đo thì tất nhiên một cái dẫn đo nào cũng sẽ bao gồm hai yếu tố lâm sàng và lâm sàng ha. Thì đa phần dẫn đo này dựa vào lâm sàng là chính. Lâm sàng thì gồm gì? Lâm sàng thì bao gồm cả là bệnh sử, tiền căn, thăm khám, hiểu không? Thì bệnh sử và thăm khám lâm sàng thì mình sẽ thấy là cái áp xe, đối với áp xe thì bệnh nhân thường đến khám sớm thì nó đau quá, đau quá mình đâu có chịu nổi. Khi đến khám thì mình sẽ thấy thường là nó sẽ sưng nóng đỏ ra, tức là tình trạng viêm, viêm lúc nào cũng có cái sưng nóng đỏ ra. Rồi bệnh nhân có thể chịu, khi bệnh nhân có thể thấy là nó chảy mũ, chảy dịch ở cái vùng đó. Ở đây chắc nhiều bạn cũng từng bị rồi, hoặc là đang bị. Sao không? Áp xe hoặc hậu môn, cạnh hậu môn, chắc chắn là nhiều khi cũng có. Đối với cái này nhiều khi nó còn nhiều đặc hơn những thứ khác nhiều. Rồi hậu môn thường là những bệnh nhân bị bệnh nó trễ hơn. Tại vì sao? Khi mà diễn tiến mà áp xe để lâu ngày nó viêm rồi nó áp xe lâu ngày nó bụng nó vỡ ra ngoài và điều trị không đúng cách tạo thành đường rò. Rò thì sao? Rò nó là tình trạng là viêm mãn tính lâu ngày và nó cứ tiết dịch, nó không phải là bụng nữa mà nó cứ
thể tiết dịch nó thông từ cái ở ngoài đó, nó sẽ thông vô trong ống hậu môn, nhiều khi nó rò ra ngay chỗ da vùng quanh hậu môn và nó thông vô trong lòng của ống hậu môn ha. Thì những cái rò này nó sao bệnh nhân rất là khó chịu, nó cứ chảy gì và nó khó chịu, hoặc đôi khi nó có thể đau ha. Còn đủ thì khi mà những trường hợp mà đợt cấp bắt đầu nó nghiêm lên, bắt đầu nó chảy dịch mũ và bắt đầu uống kháng sinh hay gì điều trị, bắt đầu nó hết một đường rò để lâu một vài bữa nửa tháng thì bắt đầu nó nghiêm lên hả. Đây là có rất nhiều bút xe và nghe được tay á, là có năm điều để cần thiết trong trận đó rò môn, còn có thứ là vị trí lỗ rò ngoài, vị trí lỗ rò trong, đường đi của đường rò, rồi sự hiện diện của đường rò thứ tái, còn phát hiện những cái bệnh lý khác gây rò. Tại vì những yếu tố này thì nó sẽ liên quan tới việc là điều trị, nó sẽ điều trị như thế nào, vị trí lỗ rò ngoài, lỗ rò trong để mình biết mình còn ví dụ nó rò thằng đó hay phải mổ. Đối với những cái rò thì cũng hết là phải mổ. Mổ thì mình phải lấy cho được hết cái đường rò nha, đó là đường rò. Thì xác định vị trí rò ngoài, rò trong để mình đánh giá cái đường rò đó. Rồi đường đi của cái đường rò nguyên phát. Nhiều khi trên đường đó nó thì thẻ nhắm ra giống nãy mình có là nó thể ăn mai lên trên, ăn mai xuống dưới. Nhiều khi nó phối hợp nhiều thứ luôn. Tức là rò phức tạp. Rồi phát hiện những cái bệnh lý khác gây rò, giống như những cái bệnh này Crohn, bệnh này kia thì bạn phải điều trị những cái bệnh đó, lao này kia bạn phải điều trị đó, thì nó cuối cùng mình phải điều trị bệnh gốc thì nó mới hết được, phải không? Chứ còn mà bạn cứ đi cho làm cái rò và nó rò cắt rò và lao rồi đi lên đường rò nó cho lao điều trị tiếp tục phải điều trị, thấy không? Thấy rõ không? Không thấy mà này chưa lên, còn không lên là đi kia đó thay bú luôn, thay bú luôn. Có thấy được cái gì rồi lỡ rồi hay không? Cái này là cái gì, là gì? Cái hồng môn hình chậu của cái vùng hồng môn, người chơi cái lỗ hồng môn lỗ này có thấy được cái đó ngay chỗ cái lỗ rồi này, nó đi đỏ lên không, nó gồ gồ lên không, nằm ở vị trí khoảng 5 giờ theo nhiều cái đồng hồ, được không? Thấy không? Thường á, những cái lỗ rò mà nó vị trí này á, vị trí này thường là vị trí dưới ha, theo định lực cuốn xa, đó là sẽ hồng nói từ hai bụng vô, hai bụng ngồi kẻ đường ra hai bụng ngồi, nó sẽ đi qua cái o lỗ ngoài của hồ môn. Những cái rò rò ngoài mà nằm ở dưới cái đường đó thường á nó rò đơn giản, còn nếu mà nó nằm ở phía trên thì có thể là nó sẽ gây ra những cái rò phức tạp. Thì và cái vị trí nó cắt cái bờ hậu môn này thì khoảng 2-3 cm thôi, nên là thường mà nó sẽ không trực tiếp ra một cái đường rò, nó sẽ đi thẳng có đất thì nào mà trẻ nhắn nó đi phức tạp. Nhìn thấy không? Tên sàn cái đi gặp rò, biết không? Còn nếu chưa biết, mở smartphone lên, search rò hậu môn, search hình thôi, đừng có search web, search hình, lấy hình coi, là sẽ hiểu liền. Này là gì? Này là gì anh? Bạn thấy không, bạn nhìn bạn chạy mà bạn còn không biết được không thành vô được nó phái không ngồi kiếm sai gì vậy. Bạn có thấy hai cái thân kim loại không? Thấy chưa? Đó là gì? Đó là que thăm dò nha. Que thăm dò là gì? Que thăm dò là cái que mình sẽ đưa vô cái đường nằm của nó, que đó để cong được, được chưa? Que đó để cong, chắc nó là một que đó để cong lên nha. Thì cái lỗ rò nó sẽ thông từ dưới này đi lên nè, thấy không? Lỗ rò nằm đâu?
ngay chỗ đường ruột đó, rồi phức tạp gì đó. Thấy không? Rồi đâu nè. À, chảy nước. Vì đến mấy giờ? À, 11 giờ. 10 giờ. Giờ thấy không? Chảy ngủ dưới đó, còn giờ ngủ cho bạn thôi đấy. À. 11 giờ cắt bờ hồ môn cái khoảng 5 cm. Ha. Thấy bờ hồ môn không? Phát trĩ nữa. À, bờ và những cái này nó rò rò thì tăng. Thấy chưa? Thấy không? Thấy, hay lửa. Vì đến mấy giờ? 1 giờ. 1 giờ. 7 giờ. 7 giờ. Lên xe đó, vị trí theo chiều kim đồng hồ, vị trí mấy giờ, bây giờ theo chiều kim đồng hồ. Có học bài tháo ôn chưa? Rồi. Rồi đúng không? Đó, mình sẽ đánh giá luôn toàn theo tư thế là người khoa. Vị trí 12 giờ đâu? Đỉnh. Hả? Đỉnh. Đỉnh nào? Đỉnh là đỉnh nào? Đó. Còn 6 giờ? Chán nó thuộc lũng quá à. 6 giờ là sao? Hả? Tư cùng 12 giờ là tư cùng. Đấy thôi. Theo nhiều kim đồng hồ, bệnh nhân nằm nửa tư thế sản khoa. Bệnh nhân có thể nằm bất kỳ tư thế nào, có thể nằm nghiêng, nằm bằng tư thế chọc phong hay là gì đó. Nhưng mà toàn bộ mình sẽ quy về theo cái hệ thuộc là theo cái chiều này nó vì đi mấy giờ về giờ chứ không phải giờ ra còn nằm chọc phong cái giờ 12 giờ là cuối cùng không có nghe. Hay được nam ba cục kìa một thấy được có ba cục lắm lúc ba giờ bảy giờ 9 giờ vị trí 2 giờ vị trí 5 giờ nè không tức là những cái rò này là rò phức tạp thì điện cực kỳ khó luôn mày ơi tại gì cái hồng môn đâu đâu lỗ rò đó mày. Lỗ rò ở vị trí khoảng 10 giờ ấy. Nó sẽ rất rò rò đó. Chắc rò mong khoảng 2 tầm sẵn như đấy thôi. Thấy không? Đó. Còn cái phía trên bên vị trí 1 giờ là cái gì? 1 giờ đến 12 giờ là cái gì? Có khả năng đó là cái vết nứt hồng môn. Nứt hồng môn là một khác. Rồi cái ở phía dưới là cái gì? Vị trí 6 giờ là cái gì? Trĩ. Hả? Sai bé. Vị trí 6 giờ là cái gì? Da thừa. Ai mới nói đúng đó? Da thừa. Vị trí nên chưa nghĩ da thừa. Cái đó là da thừa nha, trĩ là khác nha. Không có lập lờ gì nó được. Tại vì nhìn cho là biết liền. Cái đó là da thừa. Cái định lượng cuốn xa đó, nó sẽ giúp mình tìm được cái vị trí lỗ rò thì thường á đó, khi mà ở phía trên nó có thể đi thông vô hoặc là ở dưới thì thường nó sẽ hướng từ vị trí 6 giờ nha. Các bờ hồ môn nếu mà vượt quá 3 cm thường là sẽ gây rò, có thể gây rò phức tạp. Còn nếu mà dưới từ 3 cm trở xuống thường là đi vô trực tiếp. Rồi dẫn đó thì là lãnh hồng có thể chụp x quang đường rò nè, x quang đường rò cảnh là bơm thuốc cảnh quang vô trong đường rò rồi chụp, hoặc là siêu âm đầu dò, siêu âm đầu dò tức là cái đầu dò của cái siêu âm nó đặt trong lòng bụng tràng, lòng lòng ống hậu môn, hoặc là có thể chụp em trai ấy, chụp em trai thì giống như trường hợp rò tạp ấy ta mới chụp. Rồi chụp đường rò cảnh quang ấy thì xác định chính xác 25% cái đường rò, rồi xác định đúng là 24% vị trí lỗ rò trong so với lúc phẫu thuật, dư tính giảm 12% trường hợp lỗ rò lỗ cao và lòng ngực càng, rồi khi chụp côn thuốc càng quang với áp lực cao thì có thể gây nguy cơ làm lan rộng vòng nhiễm trùng. Tại vì sao? Khi mà bơm thuốc vô trong cái mô đường rò, bản chất của nó là mô mềm,
cô số cô con mềm nên có thể nó lạc lan vô trong những cái mô khác, thậm chí mình bơm đẩy nó vô, giúp đẩy nó vô chứ thì nó nhiễm trùng còn nặng hơn, hiểu không? Và cái độ dính tác này là như vậy là cao chứ thấp hiểu không? Có 2 mấy phần trăm mà chính xác nó 2 mấy phần trăm thôi, tức là giá trị nó không cao. Đó, bạn thấy không Tú? Chụp cái quay đường tròn. Con thấy không? Có ai có laser rồi không? Có laser đen rồi. Bạn chụp... thấy được đường tròn đi. Con chụp kỹ được mà. Thấy bạn chắc gần, ngồi gần có thấy nổi. Tại vì cái này mò là mình nó xấu rồi. Nó có một cái đường rò, đường rò nhỏ đó, như sợi chỉ mà đi xéo từ cái đó nó đi xéo hơi cong qua bên phải, thấy không? Thấy thấy không? Có mà không thấy gì nhà qua làm trên máy bài này để gửi cho bạn nghe qua làm. Thì cái khói đó, cái khói phía trên này thì có khói cảm quan, thuốc cảm quan thì trên cái chiếc khoan nó sẽ ra màu trắng đường cơ. Khói đó là cái thuốc cảm quan, khói đó nằm ở trong lòng kè, người ta bơm là bơm từ phía dưới lên chứ không phải là từ trên đi xuống nha. Tại sao? Để đổ ra ngoài xác định được, đổ ra trong khó xác định, nên ta phải bơm từ, đi từ cái dạng tới khó chứ ai lao đầu vô khó chứ. Rồi cái này cũng tương tự luôn nha. Đây coi nha, để ta thấy. Đó, thấy không? Nó rò bình đặc rồi đấy. Nó đi hoàng mèo luôn. Đó, đó. Đi có cái thấy không? Ít quen có nhìn. Nó đi từ ngoài vô. Nó đi là nó đi từ trong ra, nhưng mà thuốc thì luôn từ ngoài vô. Được chưa? Cái đó thì nó về mà nghiên cứu cho anh nghiệm động nhé. Nhìn đây không có nhìn nổi được. Cái khói gì? Cái đó hình không? Hay là gì? Cái chiếu anh, đã chỉnh rồi. Hay gì ấy, là gì mà? Hả? Hả? Nó là gì vậy? Ai dẫn nhận được không? Thì tất cả nhân là gì vậy? Ai eo biết chấm không? Tố cáo thì tố cáo nói lên eo biết chấm. Là gì? Hả? A là gì? Eo đi. Hả? Endoscopic. Endoscopic. Rồi. Anh ra sao mà nhớ anh ra sao đó là siêu âm qua lòng của lão hồ môn này là phương pháp rẻ tiền nhất ngay cho kết quả chính xác nhất đi đủ sàn để đánh giá toàn bộ cơ bồn phát hiện được áp xe cạnh hồ môn và đường tròn hồ môn thì nó giống như siêu âm ở thành bụng thôi mà thay vì có siêu âm trên thành bụng đầu nhòi này thì siêu âm ở vùng qua hồng siêu âm nó điều kiện nó là gì hả điều kiện nó là nó không thể nào vùng qua được khí siêu âm là gì là sống đúng không sống siêu âm nó qua được môi trường lỏng là tốt nhất đúng không môi trường chính ấy, là tốt nhất siêu âm đầu tiên được sử dụng là gì hả không phải định sử siêu âm hả hay điều gì tự nhiên hồi xưa anh làm gì trong nghiên cứu khoa học vậy ta không biết bộ cái xưa anh này để đi chơi quân sự khoa học gì cũng được nó làm cái gì cũng được trời chúng nãy giờ xưa anh phát hiện ra để chơi đúng không khoa học cái gì
thường đó hồi xưa người ta nói là lịch sử là ghi là nó là dùng để đo đáy biển, kẻ bản đồ đáy biển. Đầu tiên là sử dụng đó, rồi sau đó nó áp dụng nó cải tiến lên, rồi từ từ nó qua bên đi nè. Mình học mình cũng phải nhớ lý cho nó vui. Đó, siêu âm đầu dò nó là một trang, nó sẽ là dạng giống như là bầu tròn. Ở giữa là lòng trực tràng, rồi rộng ra ngoài là những cái mô xung quanh, nhé, cơ thắt. Cái giống của anh chị vô thấy không? Là những cái mô viêm. Thường siêu áo dịch nó sẽ hầu gì? Ý luôn rồi. Có đi ân thàng, có bao giờ cái siêu âm không? Bạn đi đường đại gì rồi? Đi đường khoa gì rồi? Bộ môn gì rồi? Đang đi nhỏ thôi, từ đầu năm tới giờ đi nhỏ thôi hả? Hả? Thiệt hả? Bộ nói khác nhớ là ngoại đó xong một đợt rồi hả? Đây nhóm 2, bên kia. Bên kia ngoại tức là ngoại đã xong một đợt, là nội đi cho hay xong một đợt không nội hai, ngoại hai tháng nội là ba hai tháng là tám tuần cũng hai tháng là tám tuần rồi đấy, 16 tháng mười sáu tuần sáu tuần bốn tháng rồi nội á hồi xưa ba đi nội đi rất là dài, đi tới 4 tháng luôn mà không biết gì chứ. Chúng ta đi học biết cái gì chứ. Tới năm sau, bắt đầu đi nội, bắt đầu cảm nhận biết đi có 8 tuần. Lúc đó đang cần muốn nhiều thời gian để mà đi học. Rất buồn tại ba đi không biết gì chứ. Ôi dê. Trong khi cái lúc mình biết mình muốn học nhiều hơn là lại không có thời gian đi học. Rồi thôi thì đi nhưng mà phải cũng có bao giờ dở cái năm ra coi chứ hả? Ôi quang dở siêu âm ra nó có cái hình kèm theo đó, có bao giờ mình coi không? Coi không biết gì hết. Trời ơi. Siêu âm dở ra coi thì bao giờ làm kết luận không phải? Ở đây coi mô tả ở bên trên. Người ta đã mô tả cái gì? Ví dụ như là vùng hố trộn phải có một khối đen vô trống. Phạm độ bao nhiêu cái thứ gì gì. Dịch có phải nghĩ là dịch có khả năng hay gì đó. Coi mô tả. Đừng bao giờ làm kết luận mô tả. Tôi mô tả xong rồi sao? Nhìn qua cái hình đó, nó liếc mắt qua cái hình cái bên. Nó là cái gì? Thấy không? Dịch nó sẽ có màu đen. Rồi, thấy chưa?